chua, thóc ngâm. Ôi giời, anh em ơi, trôi trôi trôi, trắng trắng, vật 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 đây, vật 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 đâu, vật đâu đâu, thóc ngâm. Ấy rồi, ui giời anh em ơi, chuối chuối bự, chấm chấm, vật chúng tôi vừa vật anh, vật động vật động vật động, vật vật, kia kia, đâu đâu, anh bình tĩnh, ui, từ từ, mất cần anh ạ. Chuyến sang Hà Lan mua nhiều cá nhỉ, cá dẫy trong chậu này, cá đẹp nhỉ. Anh em sáng sớm sang đây tiện là đi câu cá ở bãi cuốc anh em này, sáng thì đi bãi cuốc đã, thì tầm tiếng nó bắt đầu đi mới vào câu cá và nhìn cảnh trên Hà Lan đẹp, gọi cái bụi trong hoang sơ này mà thiên nhiên, nói chung là đẹp đấy, đây là thiên nhiên luôn. Về mồi chúng rất là chuyên nghiệp. Đẹp đấy. Nắng quay là đẹp. Xuống cần. Có mắt cá to, nhắm viên tâm cũng để ý bộ. Nên được hàng. Bắt được con hơn rưỡi. Chim mẹ rồi. Ui giời ơi, chú cần. Gãy cần em ơi. Vật nhanh. Mày lắm con. Nó cây nhanh nhất tuyệt. Thầy nhân cô. Kéo khéo. Chim. Đấy cái xoáy đấy em. Nhanh lên. Nè. Lưỡi. Lần đầu tiên anh nhìn câu cá và cái kết đóng ngay một con to. Nhanh nhanh nó tuột đấy, giỏi, ôi con chim to đấy. Chim to lắm.
được. Từ từ, chú đang chết, bị chết. Bị chết, bị chết, bị chết. Vướng cây, vướng cây, vướng cây. Đây, đây, từ từ. Ừ, nhờ. À, để em cho cái cần ở đây các bác nhé. Ây da, hình như hai hình như vẫn cá. Mật rồi, kìa, vẫn đó nhanh nhanh. Tơ để nhìn cái đầu nữa đã. Có vớt được không? Mất rồi. Ừ. Được vướng cây rồi. Lôi lôi cái cây này lên. Rồi ngon luôn, ngon luôn, ngon luôn. Cho cây lên luôn đi. Nhấc luôn cây này này. Ấy da. Trời ơi. Dình mãi mới được con. Đấy. Chim 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 chim. Thiên nhiên. Chim thiên nhiên các chim, bác ạ. Chim chim chim. Đấy, này, hôm nay này dẫn cần thủ về từ Hải Phòng sang bên Hà Nam câu anh em ạ. Em này nó luốt. Luốt tới dạ dày luôn này. Luốt tới dạ dày luôn. Thế mà không đất đất cước nhỉ. Cước này cước to của nó chứ. Ôi giời ơi. Đẹp. Này tháo đéo kìa. Cắt chân đấy là cắt này. Con này này. Bây giờ xem nào. Này sâu đây em ạ. Luốt hẳn nó bụng dạ dày đâu này. Tới đấy rồi. Có kim không? Cắt cắt con này thịt. Dã mài. Đâu này có kìm gắp nhẹ được này. Đã. Này gần ra này em nhìn này. Em luồn tay vào đi. Nó một nó đớp chảy máu đấy. Con này đớp cũng đây em cầm cái cây em cấy. Ừ đúng rồi. Dạ ra cái xác này. Ôi cái cước này mày nó cắn ở này gần đất em này. Gần đất, gần đất này nhìn chưa? Dã mài cước này cứ to rồi em. Nó nhớ nhớ ra xong nữa rồi. Đây ngồi này, đang nhìn nhận đấy. Ấn trước. Đầu tiên mình câu được cá chim ấy. Cắt 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 đi. Đấy, ok anh em. Ngon luôn thiên nhiên. Túi 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 đâu rồi. Đây, đây, đây. Ôi giời. Này thì cần còn ngơ. Đẹp luôn. Là cố làm con nữa là ngon. Nữa nữa rồi. Xong xong. Ngon đấy. Ngon luôn anh em ạ, chim thiên nhiên. Ghê quá. Các bác này, cá thiên nhiên của như thế này. Thiên nhiên cần thủ từ Hải Phòng tháng này. Về đúng cần thủ đúng không? Về đúng cần thủ đấy. Nó là đã luôn. Chân, tay anh cầm mồi nó mới nó mới nhạy đúng không? Tay chú đâu mới sờ lờ xong ô bà vợ mới đà xong rồi sờ lờ sờ sờ cái con phiêu đóng ngay con này, ui giời, đồ phi to anh em ơi, con đâu mà con anh, không có con đâu nhá, không, đến ngay, cần em mình một nhát lên luôn, được của nó đấy anh em ạ, cần thủ yêu bảo đồ phi con, AK các con đấy, được của nó không đặng đùa đâu, hôm nay mà chả bốn nạ, hoặc là bằng hấp ngon đấy anh nhỉ, hợp lý đấy. Này con cá chim là tươi rồi. Đấy, ông anh vào này cá chim là tươi rồi. Đấy là cá chim của anh câu quá tuyệt vời luôn anh em ạ.
Vào rõ. Ui. Đánh lục đầu cần này nó chuẩn bài anh em, đánh này nó sướng này. Ui. Nhiều lần nó cầm nhiều. Đó mua mấy cái khăn này, khăn mặt này, cầm cá nhiều lúc nó chắc tay nữa ấy. Đó nó đóng vào tay. Cái lười. Nhiều anh em trên nhóm bảo xong cầm đi, nửa cầm. À, chơi. Cho nó mút cho sâu anh. Bọn này đã ham mồi thì khó bỏ hói, đang mút đằng sườn. Ham mồi khó bỏ lắm. Yeah. Chơi. Chơi ngay. Ủa ôi, ấy rùa phi to anh em ơi. Chơi đi lại còn. Dậy 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 ngay gì. Được rồi, không, chú bự chưa? Chú và rùa phi thiên nhiên béo nhé. Sợ là con này nó ăn khớ khớ mồi của mình đấy. Làm đấy. Anh em nhìn chưa? To nhỉ? Bàn tay. Bàn tay. Con này nó ăn nhiều mồi quá, trong bụng nó đầy phình như này. Đẹp đẹp. Kinh. Đẹp. Kìa 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 kìa. Kìa. Ô kìa ô kìa ô kìa. Bắt làm sao được. Để đây anh vớt được cho. Đó. Đó, thấy chưa? Bàn tay. Bàn tay. Nắm được bàn tay. Đấy, con thủ này mới được một con chim thôi mà em được hai rô phi rồi. Giờ cứ mấy chục ngàn cân để rô phi ăn mới ngon đi, chim anh thì ăn thua đi. Chim bổ chim. Chim bổ chim à. Hay đấy anh em ạ. Anh lại thua mày à? Thua được. Chim bổ chim à. Phê phết. Đáp mồi nhử ấy, cá vào luôn. Giống này ăn nó khó bỏ mồi ấy, nó dập nè. Hai ba cá liên tục phải đảm bảo nó phải ăn đến cuối. Không thể nào bỏ được, mồi ngon thế này cơ mà. Đâu phải đơn giản đâu. Ăn chim bổ chim. Cay. Cờ bạc ăn nhau về cuối đến làm là con đã từng bò. con chim của anh đi rồi. To hơn con ấy mà. Sao bằng rô phi ăn được? To bằng hai con rô phi này đó. Yeah. Không, không, gấp rưỡi thôi. Không bằng hai rô phi. Một rô phi này nó ăn từ lấy rồi toàn ăn mồi mình, nó bụng nó tròn vậy thôi. Ăn bao nhiêu mồi nhưng bọn này ruột nó mỏng dính nhé. Mấy lúc mồi nhỉ con em. Ôi giời anh em ơi, chuối trắng vật đây, vật động ấy rồi, úi giời anh em ơi, chuối bự hơi chấm chấm, vật động vật động vật kia kia, mất cần anh ạ. Đây. Đây. Chu anh em ơi. Đóng rồi. Càng quá con này càng quá. Mình tính để con dòng thì nó mệt á. Hợp lý. À. Vãng quá. Ôi, hợp lý. 3 cân rồi. Ủa. Đẹp. Rồi, hạ xuống anh. Ui, khó mất, chó luôn đây.
Ui đã quá. Ờ, 3 cân. Đẹp đẹp quá. Rồi, hạ nhấc đẹp lắm, nhấc nữa đi. Em nhấc đi, anh chị. Đây, cầm đây em. Cầm dí qua em. Con này ăn tẩy mồ. Ôi, con này là trôi di gan này. Trôi di gan, trôi đỏ, trôi này cũng là trôi ngon này. Trôi trắng như lắm xương. Được, con này, ngon đấy. Ôi giời ơi, thiên nhiên. Từ từ chạm vào lửa trước đó. Mặc rối dây anh này. Bình tĩnh. Không sợ dây anh thì quan trọng vứt ra đã. Ủa rồi, anh em ơi, chùa thiên nhiên. Ây. Quay phát ra. Chùa thiên nhiên của bác này. Đã đời chưa? Lét chưa? Đứng anh đứng trong rầm quay lét căng à. Lét căng chưa? Đẹp đã quá. Thơm thơm mồm nó cái. Thảo đã không mất. Cầm chắc tay vào. Này để em lôi dọn trên đây. Ôi dồi ôi, sướng thế rồi. Con này phải, con này gần 3 cân đấy nhỉ? Được không? Ừ, thì 2 cân rưỡi cũng là gần 3 cân à. Đã rồi. Ôi dồi ôi, sướng thế. 4 em. Được. Ôi giời ơi. Tầm này khả năng đang cắn hàng đấy ạ. Câu thêm chút nữa đi, sướng thế. Dối cả cần đơn anh em này. Ui giời, dối cả cần đơn. Thích ngủ cái này cho mày rất buộc lại cần đơn thôi. Bình tĩnh cứ dỡ từ, được mà, được cái gì đâu. Em dỡ đầu phao rồi nè. Đây rất là được. Đó. Để bỏ này. Dỡ ra. Sướng quá. Chưa nắng, bây giờ là hiện tại đang là mấy giờ nhỉ? 11 giờ đúng này anh em ơi. Về trưa này. Đây là năng lượng của anh em tôi đây. Vừa đi câu vừa làm TV uống cho nó mát, chứ thèm cát gì đâu. Anh làm cốc. Đi dạ. Ô bà, bia nhá, không phải nước vối đâu nhá. Anh em để ý vào. Quá là đã luôn anh em ạ. Xuống thật đấy. Nói chung là chuẩn bài đúng không? Xuống cần đi em, xuống cần đi. Quá quá. Cần đơn. Nó không thể bằng đất bìa đỏ được. Để vô ao. Lấy con khoảng tầm 3 cân thôi, lấy con 4 cân. Không ăn được đâu luôn. Đây rồi. Đây rồi, rô phỉ. Cần có anh nhạy tay em nhạy. Anh em à, rô phỉ. Đấy các ba nhá. Câu rất là phê luôn. Nhưng mà nay đồng một con sôi to với con chim đâu toàn rô phi. Vào rõ dãy làm sao được. Chuẩn lắm. Có cái khăn mặt thì đẹp. Khăn mặt thì đẹp. Ôi. Dậy. Ai. Tươi. Vào rõ anh em nha. Mẹ đấy làm tuổi nó thế rồi chắc là bố mẹ cũng gấp vốn nữa nhỉ. Nghĩa là đợt đấy ở riêng ra là cho con tàu bé thế làm được 3 tháng đeo con nực nồng như ông ra gan ông bán vẽ tàu thì ông mua con tàu to à.
không, chưa ai đồng ý. Ông bán mẹ đi. Làm chả này, tàu chả này thuận ra nhanh tiền lắm. Ông bán đi xong bắt đầu là đóng tàu phận mộng các thứ rồi. À, ông có hơn 200. Lai với con chim đó. Đấy, dậy mùi đấy. Tóc ngay. Chim em này, chim. Đu phi. Đu phi to. Chim. Đấy, dậy mùi đấy. Tóc ngay. Con gì đây? Chim em này, chim. Đu phi anh ơi. Chim. Đu phi, đu phi to. Chim. À, đu phi. Đu phi. Họ là chim. Ôi giời ơi. Ủa, có thế. Ôi. Ui, đã gì anh em ơi. Cái này 6 lạng là gì đấy nhỉ? Ui, lạ chưa anh em ơi. Cờ đơn. Đẹp quá. Ui, quầy to chưa? Wow. Ôi. Bảo to hơn bàn tay. Dã man. Gầy. Đẹp anh ạ. Rồi, nhanh nhắc em nhé. Dây chắc không sợ. Ui à. Anh nhìn tưởng chim cơ. Đấy. Anh em nhìn đô phi thiên nhiên to chưa? Đóng cả cái lá này. Dã man. Gầy nhỉ. Cá này gầy thật các bạn. Không có gì ăn thành ra rất là gầy. Mà to hơn bàn tay anh nhìn này. Được nhé, con này được của nó đây anh. Con này về 6 lạng. Thôi đừng có dãy. Cổ này mới đã các bạn ạ. To rồi. Con này đã. Đóng có cái lưỡi của em bé quá anh em ạ. Nước chua vẫn còn đây rồi. Ấy. Từ. Cho rõ đã. Quá là phê luôn. Đừng có dậy. Kìa, lục chìm phao rồi kìa. Rõ rồi, còn lá. Thiên nhiên. Này mới là thiên nhiên nhỉ. Sướng. Cần bay rồi. Ui, con này khả năng con to đấy nhỉ.